Chị em nào mà có cái bọng mắt rất là to ấy, thì trông chúng ta sẽ bị thiếu sức sống hơn này, trông mệt mỏi này và có thể trông bị già đi rất là nhiều. Hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ chỉ cho các bạn những cái cách để có thể là giúp xử lý bọng mắt để trông chúng ta trông trẻ trung hơn nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và trước khi đi vào chủ đề chính, muốn mời các bạn sẽ tham gia vào trong group Skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này. Các bạn có thể thấy là rất là đông thành viên rồi, chúng ta có thể hỏi đáp với nhau hàng ngày ở trên này, và các bạn sẽ like thêm fanpage BS Nguyễn Ngọc nữa thì hàng ngày có thêm rất là nhiều bài đăng từ bác sĩ Ngọc và có thể trực tiếp trao đổi với bác sĩ Ngọc trên kênh fanpage. Rất là nhiều chị em gặp phải tình trạng là bọng mắt sưng to, nhưng không phải là trường hợp nào nguyên nhân và cách xử lý cũng giống nhau. Vì thế nên chúng ta sẽ cùng đi vào từng trường hợp nhé. Cái điều đầu tiên khiến cho chúng ta có thể bị bọng mắt sưng to ấy, đó là do cái chế độ ăn của chúng ta có chứa quá là nhiều muối. Cái này bác sĩ Ngọc thỉnh thoảng rất là hay gặp phải. Đó là những cái ngày mà nhà mình có những món như là dưa muối rất là ngon, mình không thể nào mà bỏ qua được này, hoặc là kim chi cũng rất là nhiều muối này, hoặc là những cái món như là xúc xích hoặc là thịt nguội hoặc là khoai tây chiên mà thỉnh thoảng mình có đi mình ăn hàng ấy, thì hôm sau là chắc chắn là mắt của mình nó cũng sẽ sưng bọng hơn. Bác sĩ Ngọc rất là nhạy cảm về cái vấn đề này luôn. Thì khi mà chúng ta ăn những cái món đồ mặn như thế, chúng ta sẽ có xu hướng là cũng uống nhiều nước đúng không ạ? Và khi mà uống nước nhiều hơn ấy, thì lại được cơ thể giữ lại nhiều nước hơn để cân bằng lại cái lượng natri dư thừa từ muối, và từ đó thì nó sẽ gây cái tình trạng là bị tích nước, và những cái tổ chức lỏng lẻo ở dưới mắt này này thì nó sẽ bị ứ động tích nước nhiều và gây ra cái tình trạng là chúng ta bị bọng mắt. Vì thế cho nên chúng ta hãy cố gắng hạn chế ăn những cái món ăn mà nó có nhiều muối nhé. Còn nếu như mà ăn thì hãy chấp nhận là bọng mắt rất là dễ bị sưng to hơn. Cái nguyên nhân số 2 khiến cho chúng ta có thể là bị cái bọng mắt sưng to ấy, đó là do cái giấc ngủ của chúng ta không hợp lý. Cái lỗi này bác sĩ Ngọc cũng hay gặp phải, đó là khi chúng ta ngủ quá nhiều hoặc là ngủ quá ít. Trường hợp của bác sĩ Ngọc thì rơi vào cái trường hợp là ngủ quá ít, và hơn nữa đó là cái tư thế ngủ của mình ấy, nhiều bạn đó là chúng ta ngủ mà hay nằm sấp này, úp mặt xuống này, thì cái nước chảy chỗ trũng mà nó cũng sẽ khiến cho cái bọng mắt này của chúng ta rất là dễ bị sưng to. Và những cái bạn nào mà nằm ngủ mà không nằm gối ấy, thì đầu của chúng ta sẽ ở vị trí thấp ấy, và cũng rất là dễ là bị ứ động dịch ở cái vùng mắt này này. Vì thế nên là chúng ta hãy cố gắng là nếu như mà khi nào mà còn có thể ngủ sớm được ấy, thì hãy cố gắng ngủ trước 11 giờ, và khi mà nằm ngủ chúng ta hãy cố gắng là sẽ nằm ngửa và để một cái gối mà nó nghiêng khoảng 15 đến 20 độ, thôi gối nhẹ thôi, để đầu chúng ta là không bị thấp quá và cũng đừng có nằm sấp nhé, rất là dễ bị bọng mắt. Và nguyên nhân số 3 khiến cho chúng ta rất là dễ bị bọng mắt sưng to ấy, thì cái này các bạn nữ có thể để ý nhé, đó là do ảnh hưởng từ cái chu kỳ kinh nguyệt ấy. Thì đến cái ngày đèn đỏ chúng ta sẽ rất là dễ bị bọng mắt sưng to và cơ thể trở nên nặng nề hơn. Cái này là do cơ thể chúng ta có xu hướng tích nước nhiều hơn do cái sự tăng giảm hormone. Thì lúc này cách khắc phục của chúng ta chỉ là đợi cái ngày đèn đỏ nó qua đi thôi, và chúng ta sẽ cố gắng là hạn chế ăn nhiều muối trong những ngày này để tránh cái việc bọng mắt nó càng sưng to hơn nhé. Nguyên nhân thứ tư khiến cho chúng ta bị bọng mắt đó là cái tình trạng mà lão hóa. Cái này chúng ta có thể quay sang nhìn mẹ của mình, bà của mình hoặc là bố của mình, ông của mình ấy. Thì ở những cái người lớn tuổi ấy, khi mà chúng ta lão hóa cùng với cơ thể ấy, thì các cái cấu trúc mô và cơ hỗ trợ mí mắt cũng sẽ yếu dần đi và da có thể bắt đầu chảy xệ này. Và những cái chất béo thường giới hạn ở vùng xung quanh mắt lúc này nó sẽ có thể di chuyển tập trung xuống cái vùng dưới mắt, tạo thành cái bọng mắt. Và ngoài ra thì cũng có thể là tích tụ rất là nhiều những cái chất lỏng khiến cho mắt cũng sưng to hơn nữa. Thì đối với trường hợp mà chúng ta bị bọng mắt do già đi, do lão hóa đi, thì cái biện pháp hiệu quả nhất đó là chúng ta sẽ có thể đến những cái bệnh viện để có thể là bóc cái mỡ ở cái vùng bọng mắt này đi, thì nó sẽ là hiệu quả. Và nguyên nhân số 5, nguyên nhân cuối cùng khiến cho chúng ta có thể bị bọng mắt ấy, đó có thể là do di truyền. Thì có những bạn là không thức đêm thức hôm gì cả, cũng mắt rất là thâm rồi thì bị bọng mắt, thì đó là do di truyền của chúng ta rồi. Thì đối với trường hợp này thì những cái biện pháp khác nó cũng sẽ ít hiệu quả, mà chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phương pháp phẫu thuật để loại bỏ bọng mắt. Thì không biết là chị em nghe đến đây thì thấy mình là có bọng mắt ở trong cái trường hợp nào. Bác sĩ Ngọc thì thường gặp phải là do thức khuya và thỉnh thoảng mình ăn mặn ấy, và cũng có khi mà đến ngày đèn đỏ thì cũng bị bọng mắt. Thì các bạn có câu hỏi gì hãy đặt ở bên dưới cho bác sĩ Ngọc biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì hãy ấn đăng ký vào kênh YouTube và ấn thêm hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.